một chân sâu đâu, pha phù hợp với phụ công Kim Huệ. Kim Huệ và pha phù hợp quen thuộc giữa Hạ Thị Hòa và Kim Huệ. Đến bây giờ nếu như trên cương vị là kể cả viên câu lạc bộ viên đội tuyển, mình cũng thấy rằng là cái sự đóng góp của Huệ thì mà nói là rất là lớn. Trong cuộc sống và trong công việc thì chị đều khi có sự xuất hiện của chị thì tôi cảm giác là một người phụ nữ rất tỏa sáng. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Người Phụ Nữ Hạnh Phúc. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi rất vui được giới thiệu đến quý vị và các bạn một nhân vật đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Một vận động viên xuất sắc của làng bóng chuyền Việt Nam và được mệnh danh là Hoa Khôi của bóng chuyền Việt Nam. Chắc chắn rồi, không ai khác, đó chính là vận động viên Phạm Thị Kim Huệ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã đến với chương trình Người Phụ Nữ Hạnh Phúc ngày hôm nay. Dạ vâng, lời đầu tiên em có lời chào tới anh Thái Tuấn cũng như là toàn thể quý vị khán giả đang xem truyền hình. Anh thì có đọc trong một tờ báo nói rằng là hành trình đến với môn bóng chuyền và tỏa sáng Kim Huệ là một cái hành trình thật là khó tin. Em có thể lý giải cho anh một chút về cái sự khó tin đấy không? Thực sự thì em đến với bộ môn bóng chuyền cũng rất là tình cờ. Em là học sinh ở trường An Dương, thì em đi thi giải Điền Kinh cho trường và được các cô huấn luyện viên bên Điền Kinh của Hà Nội tuyển dụng em vào bên Điền Kinh của Hà Nội. Và lúc đó là em, anh biết là em mới học có lớp 6 rồi đúng không? Vâng. Thế thì sau một cái buổi tập đi tập Điền Kinh về nhà ấy, thì các chú hàng xóm cũng như mọi người ấy, thấy bên Bộ Tư lệnh Thông tin đang tuyển vận động viên bóng chuyền thì mới hỏi em rằng là chiều cao bao nhiêu và bao nhiêu tuổi. Thế là thấy em đầy đủ các cái tiêu chuẩn để đáp ứng của một vận động viên ấy, thì cứ xui mẹ em là chở em đi. Mà lúc đấy thực sự là em cũng chưa hình dung ra được rằng là bóng chuyền bao nhiêu người và kiểu nó như thế nào. Em chưa biết đến cái môn đấy. Thế xong rồi mẹ em cũng thấy mọi người kiểu động viên ghê quá, thế mới chở con gái đi đến đăng tuyển. Thì em cũng là cái người cuối cùng chốt danh sách của vận động viên bên thông tin. Đấy thì sau khi đăng tuyển thì cũng phải hơn 100 vận động viên, thì đến khi chốt danh sách em là cái người 30 cuối cùng lọt vào cái vòng tuyển đầu tiên. Rất là sát sao đúng không? Lọt vào vòng tuyển đầu tiên của bóng chuyền. Và từ đấy là em cũng bén duyên vào bóng chuyền là từ đấy. Lúc đó thì anh biết là thông tin là em là 12 tuổi này, lớp 6 này. Chiều cao thì rất là tuyệt vời, lúc ấy là 1m68 đúng không? À. Mà cái điều đặc biệt hơn và nó khó tin hơn nữa là cái sự phát triển thần tốc của em khi mà từ khi mà đấy, lúc ấy là mình còn đang đi thi Điền Kinh cho trường thôi đúng không? Rồi là chẳng may thì rồi mình vào rồi mình trúng tuyển và xếp thì xếp ở gần như là vị trí cuối cùng của vòng xét tuyển vòng đầu. Thế nhưng mà em có một sự phát triển phải nói là thần tốc. Tức là khoảng thời gian 4 năm sau khi em 16 tuổi thì lúc ấy là em đã chính thức có tên trong danh sách của câu lạc bộ cũng như là đã được lên đội tuyển quốc gia. Thực ra thì khi em vào tuyển bóng chuyền là năm 96 thì nếu mà danh sách chính thức mà em tham gia giải vô địch quốc gia của cái năm 98 là lần đầu tiên em được đứng trong danh sách thi đấu vô địch quốc gia, và cũng là cái năm lần đầu tiên em được lên tuyển trẻ và đi đấu giải vô địch Đông Nam Á. Xong đến năm 99 thì là cái tiền SEA Games đầu tiên của em được đứng trong đội hình đội tuyển. Phải nói là một sự phát triển thần tốc, bởi vì nói thật ra nếu mà bất kỳ ai mà có kinh qua hoặc có hiểu về thể thao đỉnh cao thì mới hiểu là đấy một sự hy sinh cực kỳ gian khổ và khó lắm luôn, thậm chí là không phải là hàng trăm nhưng hàng ngàn người thì mình có thể tuyển chọn được một vài vị trí để đứng trong đội tuyển quốc gia. Em có cho rằng là đấy là một cái cơ may ngẫu nhiên hay là vì cái sự cố gắng nỗ lực hết mình của em với cái bộ môn bóng chuyền? Thực ra thì em nghĩ rằng là cũng nhờ có vài tháng em được tập luyện Điền Kinh, cái môn rất là bộ môn rất là khắc khổ và cũng như là cái ý chí rất là cao, đấy đã giúp em có được cái ý chí để mà vào một cái bộ môn tập thể này là không ai cố gắng ngoài bằng chính bản thân mình. Đấy thì đến khi vào cái bóng chuyền thì mình mới cảm thấy rằng là mình rất là đam mê, rồi là mình cuốn hút theo và dần dần là tự nhiên là mình cuốn hút theo, nên là thành ra mình mới có được ngày hôm nay. Bén duyên với Điền Kinh rồi thành danh với bóng chuyền, nghiệp thể thao cứ thế gắn bó với Phạm Thị Kim Huệ cho đến ngày hôm nay. Trong căn nhà nhỏ của bố mẹ Huệ ở phố An Dương, hình ảnh cô con gái được hai ông bà treo kính tường để bất kỳ ai đến chơi đều có thể thấy được. Bố 1m78, mẹ 1m66 nha.
là sinh con là con rồi, chiều cao như thế, bảo cháu đấy tùy cháu thôi, môn nào thì gia đình cũng đồng ý, gia đình cũng chẳng biết là môn nào, bởi vì bác nào là công nhân cho nên cũng chẳng biết cái môn nào là nhiều, nhưng mà xem ra thì cái môn điển kinh nó chạy ấy hơn, mất sức hơn bóng chuyền. Cái lúc cái thời bọn em tập bóng chuyền thì là bọn em còn tập sân đất cơ. Đúng, sân đất rất là vất vả. Nói chung là sau mỗi buổi tập về là đầu tóc rồi người ngợm là cứ toàn đất là đất, mồm toàn cát luôn đấy, rất là khổ luôn ấy. Thế nhưng mà cũng không hiểu làm sao mà kiểu khổ cực như thế thì mình lại kiểu càng cố gắng hơn, mình lại càng quyết tâm hơn. Lắm lúc về bố mẹ cũng xót lắm, cũng thương lắm, cũng cứ động viên thì động viên thôi, nhưng mà cũng bảo là nếu mà khổ quá thôi nghỉ con ạ, chứ đừng cố quá đấy. Bố mẹ cũng xót con và cũng cố gắng làm sao là kiểu theo cái ý của em ấy, em thích thì vẫn cứ động viên em đam mê chơi, còn nếu mà em mà kiểu cảm thấy mệt mỏi quá thì cũng động viên sang một hướng khác. Với sự kiên trì, nỗ lực tập luyện, Kim Huệ dần khẳng định được mình trong màu áo Bộ Tư lệnh Thông tin và sau đó là đội tuyển quốc gia. Năm 2001, ở độ tuổi 19, cô trở thành đội trưởng trẻ nhất lịch sử của đội bóng được ví như tượng đài của bóng chuyền Việt Nam. 20 tuổi, cô trở thành đội trưởng trẻ nhất của đội tuyển quốc gia. Và cho đến tận bây giờ, ở tuổi 35, cô vẫn là trụ cột của Ngân hàng Công Thương, đội bóng đương kim vô địch giải quốc gia. Thì tất nhiên là cho vận động viên Kim Huệ thì cái tuổi tác cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Bản thân Kim Huệ cũng rất cố gắng nỗ lực. Cô đánh giá rất cao về cái thể lực của chỗ Kim Huệ và những cái giáo án tập luyện là Huệ đều theo được. Cho nên là Huệ đến thời điểm này Huệ vẫn còn thi đấu tốt thêm một vài năm nữa. Về kỹ thuật thì phải nói rằng là lúc mà từ Huệ từ vừa là vận động viên trẻ cho đến bây giờ vận động viên lớn tuổi thì về cơ bản là cái kỹ thuật của Huệ là một vận động viên rất là toàn diện, tuy chơi ở vị trí phụ công nhưng mà ngoài quả tấn công ra, phát bóng, chắn bóng và phòng thủ là Huệ là một vận động viên phải đánh giá là vận động viên toàn năng. Để mà nói sau Phạm Kim Huệ đến thời điểm này thì để cơ bản là có một cái vị trí phụ công chơi toàn diện như Phạm Kim Huệ là điều mà những người làm chuyên môn như mình vẫn chưa nhìn thấy ở những vận động viên trẻ. Thực ra mọi người nhìn em có được cái ngày hôm nay cứ nghĩ rằng là cái cuộc sống vận động viên của bọn em nó rất là suôn sẻ. Nhưng mà khi mà trẻ mới lên anh, bọn em chấn thương nhiều lắm. Cái thời năm 98 là cái năm đầu tiên em được bắt đầu là đánh trong đội hình đội mạnh. Và cũng như là lần đầu tiên đánh giải trẻ Đông Nam Á. Lúc 98 là em còn đang ở trong câu lạc bộ Bộ Tư lệnh Thông tin. Bộ Tư lệnh Thông tin. Vâng. Đấy, thế em cũng đã chấn thương gối và cái thời điểm đấy là đi khám bác sĩ cũng khuyên em là mổ gối. Và em bảo chứ trẻ vừa mới lên chưa cống hiến chưa gì cả mà bây giờ mổ gối là cũng xác định như kiểu là từ giã sự nghiệp rồi. Thế xong em cũng phân vân, em cũng tư vấn mọi người rồi cũng như là em quyết định là em không mổ và em đi vật lý trị liệu. Thế là thành ra là em cũng kiên trì và cuối cùng thì em cũng đã khỏi được cái gối và có đến ngày hôm nay. Nhưng để được đến cái thời đỉnh cao này thì em cũng lại mất 2 năm là 2006 và 2007 là em bị mổ gối mất 2 lần. Cái thời điểm đấy là em cũng rất là nản và cũng như là cũng muốn giã từ sự nghiệp luôn đấy. Đấy, 2007 là chính thức mổ lần thứ 2 xong là em mới buồn và em xác định là lập gia đình từ đấy và nghỉ sinh con luôn. Thế thì cái câu chuyện mà Kim Huệ chia sẻ thì mới cho người ta thấy là cái gì cũng có cái mặt phản diện của nó mà những người trong cuộc mới có thể nhận thấy hết được, đúng không ạ? Rõ ràng là nó có những vất vả, rõ ràng là có khó khăn và khó khăn thậm chí đến khi mà mình cảm thấy mệt mỏi quá mà muốn giã từ sự nghiệp luôn là cũng đã từng trải qua rồi. Đấy, nhưng mà điều quan trọng nhất là cái ý chí, cái nghị lực và cái đam mê, đúng không? Vâng. Nó đem về lại với lại bóng chuyền. Nói chung là 2007 em xác định em nghỉ gia đình, em lập gia đình và sinh con ấy. Thì cái thời điểm đấy là em nghỉ đến 2009 em quay lại. Em cũng không xác định là quay lại để thi đấu hay như thế nào cả. Thế nhưng mà cái thời điểm đấy là sinh con xong là rất là béo, lên 20 cân. Đấy thì em cũng có ý định là quay trở lại đội và xin đội tập là để giảm cân thôi. Đấy, sau khi giảm cân, tập có ý định giảm cân thì cuối cùng lại thành lại quay trở lại đam mê. Và quay trở lại với đội thì đội lúc đấy cũng lại đang thiếu người. Và lại động viên gia đình chồng cũng như động viên em là quay trở lại thi đấu cho đội. Đấy thì bắt đầu là em lại quay lại bóng chuyền từ đấy. Tiếp tục con đường thể thao chuyên nghiệp cũng đồng nghĩa Kim Huệ phải hy sinh niềm hạnh phúc của một người mẹ.
bởi phần lớn thời gian trong ngày cô phải tập luyện và đi thi đấu cùng đội bóng, thay vì dõi theo từng bước trưởng thành của cô con gái. Và cũng vì tôn trọng cuộc sống riêng tư của Kim Huệ mà trong chương trình hôm nay chúng tôi chỉ muốn đề cập đến Kim Huệ dưới vai trò của một vận động viên. Hãy để cô nói về bóng chuyền và hãy để bóng chuyền nói về cô, nói về một người từng 7 lần vô địch quốc gia, từng cùng đội tuyển Việt Nam giành 6 huy chương bạc ở các kỳ SEA Games, với miếng đánh một chân sau đầu đã trở thành thương hiệu riêng. Quả bóng đánh phía sau đầu của chị là em còn học hỏi rất nhiều, tại vì em cũng vẫn còn kém về cái tốc độ cũng như là cách xử lý của chị. Đến thời điểm bây giờ, những cái quả thi đấu, những quả đánh của một chân sau đầu của Huệ bây giờ cũng rất hiệu quả ở trong sân. Mà bản thân như bây giờ các em trẻ là cũng chưa ai để mà theo được cái quả đánh một chân sau đầu như quả Kim Huệ. Thực ra cái miếng đánh mà mang tên thương hiệu của em bây giờ ấy, thì em cũng phải cảm ơn ông chuyên gia người Trung Quốc. Cái năm đầu tiên là em được lên đánh giải Đông Nam Á, giải trẻ năm 98. Và thời điểm đó thì tuyển trẻ của chúng ta có mời được một người thầy ở bên Trung Quốc sang, và người đầu tiên mà đưa các cái miếng đánh chiến thuật vào áp dụng cho đội tuyển Việt Nam mình. Chứ còn bình thường đơn giản thì đội tuyển mình cũng như tất cả các câu lạc bộ trong nước ấy, chỉ đánh đơn thuần là quả lao, quả trung bình, quả nhanh. Đấy, chứ còn những cái quả nhanh sau, bay sau các thứ ấy, thì cũng chưa thực sự là có người làm mà dẫn dắt được cái quả đánh như thế. Và sau khi em là cái vận động viên trẻ lên ấy, thì cái người thầy đó đã dẫn dắt cho em cái miếng đánh đấy, và em cũng chịu khó trau dồi. Và thành ra là bây giờ là cái miếng đánh đấy là miếng đánh gần như mang tên thương hiệu luôn. Thương hiệu. Trải qua rất là nhiều cái thăng trầm trong sự nghiệp suốt hơn 20 năm, thì đến thời điểm này để nhìn lại sự nghiệp của mình thì có điều gì khiến cho Kim Huệ cảm thấy nuối tiếc một chút? Thực sự là trong quá trình 20 năm sự nghiệp của em ấy, cái điều mà em cảm thấy nuối tiếc ấy là trong khoảng thời gian đấy là em luôn luôn khao khát có được một tấm huy chương vàng ở SEA Games, cũng như là được một lần đi xuất ngoại thi đấu. Thế nhưng mà có lẽ là cái điều đấy là chắc là em phải nhường lại cho lớp trẻ bây giờ, chứ em cũng không đủ khả năng để mà với tới những cái điều như thế nữa. Cho dù thì gì thì chúng ta cũng rất là sát với ước mơ rồi, đúng không ạ? Có sự khác biệt nào tranh hỏi giữa một cái Kim Huệ phải nói là cực kỳ mạnh mẽ, quyết liệt, tỉnh táo, thông minh trên sân đấu và một Kim Huệ ở đời thường không? Thực ra thì trên sân mạnh mẽ nhìn có vẻ hùng hổ như thế thôi, nhưng mà ngoài đời thì bọn em cũng bình thường như là những phụ nữ khác thôi, cũng giản dị, cũng mộc mạc, chứ cũng không có gì gọi là giữa người nổi tiếng và người thường cả. Em thấy rằng là mọi người cứ nghĩ rằng là em nổi tiếng, nhưng em nghĩ rằng là em cũng giống như bao nhiêu phụ nữ khác thôi. Trên sân và ngoài đời là nó chỉ khác nhau là ra thi đấu là mình có cái tâm huyết, có cái máu ăn thua, và gần như là mình dốc hết sức để mình giành cái chiến thắng. Còn ngoài đời thì với một cái cuộc sống rất là bình dị dành cho gia đình, thì mình cảm thấy là mình cũng như tất cả các cái phụ nữ bình thường khác. Riêng bản thân em thì em có thể nói, chia sẻ một chút về cái ước mơ thầm kín mà em nghĩ là chưa bao giờ nó có thể có cơ hội trở thành hiện thực. Thực sự thì em cũng chưa nghĩ ra là mình phải ước mơ một cái gì cả, nhưng mà cái suy nghĩ của em hiện tại bây giờ thì rất là đơn giản. Em chỉ muốn sau khi giã từ sự nghiệp thì em sẽ có cái thời gian dành cho gia đình nhiều hơn, cũng như là đưa con được đi chơi, rồi là cùng gia đình đi du lịch những cái nơi mà trong cả cái khoảng thời gian mình dành cho thi đấu mình đã không có thời gian dành cho gia đình rồi. Thì bây giờ mình muốn cái thời gian còn lại khi ở bên gia đình thì mình muốn thực hiện những cái điều là dành cho chăm sóc gia đình nhiều hơn. Một lần nữa thì thay mặt những người thực hiện chương trình cảm ơn Kim Huệ rất là nhiều về những chia sẻ phải nói là rất là tình cảm và thẳng thắn chương trình ngày hôm nay về suốt quá trình sự nghiệp rất là dài đầy vinh quang cũng như thách thức của em. Và điều quan trọng nhất anh muốn là em đạt được mọi ước mơ của mình, và sau này cho dù là có gắn bó bóng chuyền nữa hay không thì em vẫn luôn luôn đem lại cho khán giả hâm mộ những kỷ niệm thật đẹp về một hoa khôi bóng chuyền, một biểu tượng của bóng chuyền nữ Việt Nam. Cảm ơn em rất nhiều về chương trình và xin tặng em một kỷ niệm trương của chương trình để em có thể nhận được những niềm hạnh phúc. Em cũng rất là cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn anh Thái Tuấn đã có cuộc chia sẻ ngày hôm nay. Và em cũng hy vọng rằng là không những cá nhân em
bất cứ các vận động viên bóng chuyền nào trong cái thời điểm này và sau này cống hiến cho nước nhà, thì cũng mong cái sự hâm mộ của khán giả cũng như là cái sự chia sẻ đồng cảm của khán giả sẽ dành cho các em nhiều hơn như dành cho em. Cảm ơn em rất nhiều. Để tri ân những đóng góp của Phạm Thị Kim Huệ, các đồng đội của cô ở đội bóng Ngân hàng Công Thương đã chuẩn bị cho cô một món quà rất đặc biệt. Lần đầu tiên trong quá trình đi dạy mình đã phải đổi động tác vì các bạn ấy không làm kịp nhạc, tay các bạn ấy dài quá, có những cái động tác mà vươn tay cao ấy là mình đã phải đổi. Ngoài ra, đại diện của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam cũng dành tặng cho Kim Huệ một món quà được chuẩn bị rất công phu. Xin chào các quý vị khán giả. Hiện tại thì ekip của chương trình truyền hình thực tế Người Phụ Nữ Hạnh Phúc đang gấp rút chuẩn bị những công việc cuối cùng trong buổi ghi hình ngày hôm nay. Và bây giờ thì tôi đang rất là hồi hộp vì chỉ một ít phút nữa thì tôi sẽ được gặp gỡ thần tượng của cả gia đình mình. Đó chính là vận động viên bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ. Và chúng ta hãy cùng chờ xem món quà dành cho cô ấy trong ngày hôm nay là gì nhé. Tất cả đều được giữ bí mật với Kim Huệ cho đến tận thời điểm ghi hình. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang có mặt tại giải vô địch bóng chuyền Vinigas trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin phép được giới thiệu, tôi là Nguyên Lâm, tới từ chương trình truyền hình thực tế Người Phụ Nữ Hạnh Phúc, phát sóng vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV2. Và ngày hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để trao một món quà ý nghĩa và bất ngờ dành tặng cho một nhân vật đặc biệt, đó chính là vận động viên bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón cựu đội trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Phạm Thị Kim Huệ. Và chúng ta sẽ đến với món quà đầu tiên, không biết là chị có đoán ra được là món quà gì không ạ? Tôi vẫn chưa đoán ra được điều gì, mà thực sự là tôi cũng bị bất ngờ. Vâng ạ, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ đợi xem là món quà này là món quà gì ạ? You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your head. Me overwhelmed, but when you smile at the ground, it ain't hard to tell.
cảm ơn những cô gái của chúng ta rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời chị Huệ chúng ta sẽ lại gần hơn với những đồng đội của mình ạ. Và xin mời mọi người sẽ tán lại một chút ạ. Quy Lâm được biết là mọi người ở đây đã phải dành rất là nhiều thời gian để luyện tập cho giải thi đấu quốc gia. Và chúng ta còn phải bí mật chuẩn bị món quà này. Phải bí mật để không để cho chị Huệ biết, phải không ạ? Chính vì thế là có những động tác chưa thực sự hoàn hảo, nhưng trên hết đó vẫn là tình cảm của những người đồng đội dành cho người chị cả thân yêu và kính mến của mình. Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người chúng ta sẽ hướng mắt lên màn hình để xem, để theo dõi một đoạn clip hậu trường của chúng tôi. Món quà này hết sức là bất ngờ để tặng chị Huệ, và đó cũng là món quà tinh thần để động viên chị vào những lúc chị thông qua bài hát và bài nhạc này. Thì em cũng chúc chị Huệ là sẽ có nhiều hạnh phúc và mong chị thật niềm vui trong cuộc sống. Một lần nữa thì xin quý vị dành một tràng pháo tay lớn cho các cô gái của chúng ta. Có lẽ là lúc này đây thì chị Huệ đang có rất là nhiều cảm xúc muốn chia sẻ. Bây giờ thì Quy Lâm xin phép được dừng lại một vài phút để cho chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình lúc này. Thực sự là mình rất là bất ngờ và cảm ơn chương trình đã cho mình cái niềm vui rất là xúc động. Cảm ơn tất cả các em. Vâng, đây là những cái ôm rất là nhiều tình cảm của những người đồng đội dành cho nhau. Vì có lẽ là giờ này thì chị Huệ của chúng ta đang rất là nhiều cảm xúc, và lúc này thì không từ nào có thể diễn tả được cảm xúc chân thành của những người đồng đội đã gắn bó và ngày hôm nay dành cho nhau. Tôi còn dành tặng cho nhân vật đặc biệt này những món quà đặc biệt hơn nữa. Và ngay bây giờ thì Quy Lâm xin phép được mời lên đây ông Nguyễn Quang Kiên, Phó Giám đốc Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Bình, sẽ lên có một món quà bất ngờ dành tặng cho chị Kim Huệ. Và xin được mời chị Kim Huệ sẽ quay trở lại khu vực này ạ. Và xin mời chị ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với món quà tiếp theo. Vâng, xin được mời đại diện của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Bình ạ. Vâng, xin quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho chị Kim Huệ. Và Quy Lâm cũng xin phép được mời ông Quang Thiện đã có thể chia sẻ một chút cảm xúc của mình lúc này, đúng không ạ? Bắt đầu tiên khi mà không được cố gắng làm thi đấu thành công và chúc mừng Quy Huệ cùng gia đình Quy Huệ một cái năm thành tài hạnh phúc và cùng là Quy Huệ. Vâng ạ, và nhân vật trên bức tranh của chúng ta chính là chị Kim Huệ ạ. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Quang Thiên. Và xin được cảm ơn chị Kim Huệ ạ. Chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi theo dõi chương trình thật tuyệt vời. Chúc cho giải thi đấu của chúng ta diễn ra thành công, tốt đẹp. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Người phụ nữ hạnh phúc, chương trình truyền hình thực tế đang mang lại cảm hứng và động lực cho rất nhiều phụ nữ Việt Nam. Những câu chuyện cuộc đời lần đầu tiên được chia sẻ, những bí mật lần đầu tiên được tiết lộ, những ước mơ lần đầu tiên trở thành hiện thực. Nếu bạn là phụ nữ, bạn muốn chia sẻ câu chuyện riêng của mình đến khán giả truyền hình, bạn nghĩ mình phù hợp với tiêu chí của chương trình, hãy đăng ký tham gia chương trình ngay hôm nay theo cách sau. Bước 1, vào fanpage của chương trình Người Phụ Nữ Hạnh Phúc. Bước 2, inbox để nhận bản đăng ký tham gia chương trình. Bước 3, điền thông tin vào bản đăng ký. Bước 4, gửi bản đăng ký cho chúng tôi theo địa chỉ email biên tập@nguoiphunuhanhphuc.vn. Người Phụ Nữ Hạnh Phúc, truyền thông điệp yêu thương, trao cơ hội hạnh phúc.
phát sóng 20:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Sẽ